Hello, chào tất cả mọi người. Lại là Tăng đây. Hôm nay một buổi trưa ha. Trong tuần cũng cuối những ngày gần Tết ha. À, thì cũng còn khoảng hơn cũng 2 tuần nữa thôi là tới Tết rồi. Cho nên ngày hôm nay thì mình tranh thủ cũng quay lô đất thứ nhất để cập nhật thông tin đó mọi người ha. Thứ hai để nói tình hình chia sẻ về những cái thời điểm hiện tại trong dịch bất động sản cho mình rõ hơn ha. Dù cuối năm như thế nào không có nhiều chuyển biến hay là những thông tin để mình đưa lên tới mọi người lắm đâu, nhưng mà vì mỗi ngày mình phải làm thì công việc nó cũng phải liên tục và không có cập nhật xu thế thôi. Hiện tại mọi người hình dung được cái thời điểm này cái thị trường bất động sản như thế nào và trong dịp sắp tới nó có sẽ như thế nào, sẽ diễn biến sao thì mọi người đánh giá tình hình. Cái quan trọng nhất là mình cũng cập nhật thông tin cho mọi người tìm kiếm những lô đất hay là thổ đất thời điểm hiện tại ha. Có những anh chị cũng mong muốn tìm được lô đất thời điểm này là vì cuối năm mà nhiều người có thể cần tiền, người ta bắt rẻ, nhưng mà những lô đất rẻ thì có dễ mua không. Thì ngày hôm nay đây mình quay một cái góc nhìn một lô đất bất động sản khá giá là ok so với khu vực trung bình và hiện tại mà nó sẽ nhưng mà nó có vấn đề về cái pháp lý hay là chỗ khác hay là những vấn đề khác, nhưng mà từ chung lại thì mình nghĩ là tốt, nó không có gì hết, nhưng mà nó có những trục trặc nhỏ thôi, cái giá nó sẽ bị giảm. Ở đây là những cấp bất động sản mọi người tìm kiếm, nhưng bù lại mọi người phải chấp nhận đôi khi là những cái rủi ro một chút ha. Mà nếu mình chấp nhận được, mình hiểu câu chuyện thực tế ha, thì mình mua bất động sản sẽ rẻ hơn được rất là nhiều. Còn khi anh chị đi đầu tư bất động sản, anh chị đi tìm những cái bất động sản rẻ, người thường bán mình nói thật sự là trong thời điểm này mình cũng chưa thấy được nhiều bất động sản rẻ nó bán đâu. Có những cái có, nhưng mà khi người ta cần tiền hay là những cái bất động sản người ta nó không quá tốt ha, ta cần thanh khoản cạc tiền để lâu lắm và người ta mới bán. Nhưng mà những bất động sản tốt thì tiền giá tốt hơn rất là khó ha. Để tìm được nó không có thời gian, đôi khi mình không thể quay lên khách được cho mọi người thời điểm này nữa. Đôi khi mọi người thấy vài ngày ta mới quay được một video. Trong những ngày đó là mình đã đi giao dịch hay đi gặp đi tư vấn rất là nhiều, cho nên để mà kịp thời đưa lên mọi người là thông tin nó không có kịp thời được. Nhưng mà thôi kệ, mỗi lúc mỗi rảnh sẽ xuất hiện cái gì số nó đưa, nó gặp những cái lô mình thấy ok rồi mình sẽ quay lên cho mọi người xem tham khảo nắm tình hình ha. Mặc dù chưa mua nhưng mọi người hiểu được cái thị trường ngày hôm nay đó là thị trường nó thay đổi rồi, bắt đầu có thể là sau năm sẽ là hoàn thành một cái giá mới ha. Mình đi tranh thủ mình quay cho mọi người xem ha. Mình đang ở cuối đường tái định cư của chợ Hết Dịch này. Khu vực này đang hay quay mấy ngày hôm nay, khu vực quanh đây nó cũng sốt, cho nên mình phải quay khu vực này mà không quay khu vực khác, vì tranh thủ mình đưa lên thông tin ha. Mình ở gần nhà mình quay nó tiện thể cho mọi người luôn. Sau khi làm YouTube mình phải cập nhật lên tình hình nó thật sự được, để lâu quá mọi người ngồi nó quay mất Tăng không nhớ. Nhưng mà hôm nay thì Tăng xin giới thiệu một đất đường chợ ha, một đất của tái định cư chợ Hết Dịch. Lô này thì khu vực này có sổ mọi người đã biết rồi nè, bên này chợ đó. Hôm nay thì lô này bắt đầu làm chợ hoa rồi, đón Tết rồi. Lô gốc này người ta xây bằng bi da nè, dòng hoa nó bắt đầu bán hoa Tết rồi, hai ngày cũng đi Tết nó đào rộng ràng rồi, nâu nâu gần nghỉ Tết luôn, cũng phải làm việc ha, phải chia sẻ giá trị, chia sẻ thông tin, chia sẻ thời tiết cập nhật cho mọi người ha, nắm tình hình thời điểm này, giá đất hay là những thay đổi. Chia sẻ tập của mọi người là thời điểm này là gần Tết mà đôi khi vẫn có giao dịch ha. Trước đây một tháng thì hai tuần thì ở đây là đã sốt liên tục, có những lô đất là mua bán rất là nhanh. Đây là sốt không phải như thích đây vài năm là nó sốt lên đi cùng người ta mua, nhưng mà cũng là sốt những người ta tìm kiếm rất là nhiều, người ta chọn và thì mua tích lũy bất động sản cuối năm và tận dụng thời điểm người ta cần tiền, những người ta cần tiền để xoay sở về những công việc khác như kinh doanh hay là trả nợ hay là giải quyết công việc cuối năm gì đó ha. Để qua năm một ngày khác mình tận dụng những cơ hội này mình đi ha, mọi người thấy không, mặt tiền bây giờ hôm nay bắt đầu đã lên cà phê xây quán ăn ha. Mỗi ngày mọi người có thay đổi không, có cái nhà đi đây là mình thay đổi luôn này. Đây vòng xây tái định cư chợ Hết Dịch ha, xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Mình quay trong tầm trưa chút ba, hôm nay bắt đầu người ta nghỉ ngơi rồi vì ăn trưa. Đi một vòng qua hết cả khu tái định cư à,
khu gần gần ngoài cờ trung tâm của phường Thái Dịch. Quay lại ra mình vừa đi quay cái này, mình vừa có thời gian mình đi mình nói chuyện với mọi người được ha, mình tâm sự ha. Tâm sự góc nhìn mỗi ngày mỗi chia sẻ đôi khi đó nó rất là vui lắm ha. Người thấy đậu mới đó, thấy hiện tại đó, cái nhà này mới xây lên rồi ha. Thì thấy khang trang đẹp không, xã mà tương lai mình lên thành phố rồi mà. Thì nơi phát triển thì những nhà người ta dân người ta giàu lên từ đất ha, từ kinh doanh đủ thứ. Khi mà mình mua đất thôi, mình lấy được có nơi cho được những người giàu đó, thì mình sẽ kiếm tiền được. Hôm nay tao quay một lô đất cũng khá là tốt à, nhưng mà pháp lý thì nó hơi bị trục trặc một tí, không phải trục trặc gì hết mà, nhưng mà ở đâu thì nó bị khó một tí thôi. Nếu mà ai có hiểu được cái vấn đề này thì nó mình cũng dễ lắm. Đây là chợ sau lưng này. Một cái góc được chợ này, người thấy không? Đây, cái chợ này đường rất là tốt ha, đường thương mại trong tương lai mà. Mình luôn chắc nó đến dài hạn. Giờ đến này giá này mình mua đất này rất là tốt. Đây. Đồ này. Đồ này hướng tây ha. Có đường chợ. Đồ này có móc bên này này, mình thấy móc không? Đó, qua đây. Đó, qua móc này này. Sau ha. Dưới kia có lối thoát hiểm. Đồ này diện tích là 520. À, giá đồ này là 1.550, đó rất là tốt. Vì sao? Vì thời điểm xung quanh là giá 1.6 trở lên 1.7 rồi. Cho nên lô đất này cái giá tương đối rẻ hơn thị trường rất là nhiều. Khu vực này tặng hai quay cho mọi người xem. Ha. Đó. Mình thấy không? Bên kia nó có chạy hồn ha, nó bị ảnh hưởng của những lốc xung quanh, nhưng mà bây giờ đã người ta cũng đã mua luôn rồi ha. Nhưng cái này ở trên cho nên mình không bị ảnh hưởng gì hết, nhưng mà tương lai nó là được rất là tốt vì khu vực chợ, mọi người thấy không? Đó, người ta kinh doanh buôn bán bắt đầu dọn tới đây rồi, sau này khi nhà đông đúc và bắt đầu người ta giặt ở đây thì những khu vực này xung quanh mình thuận lợi rất là di chuyển rất là nhiều thứ ha, đi lại mua sắm tiết kiệm chi phí là kinh doanh sau này ha, tốt. Tại sao tao nói vì lô này nó rẻ thời điểm này thì người ta cũng cần tiền trước Tết. Trước Tết để qua năm người ta mua lô khác, là trước Tết là mua người ta làm chiến lược khác. Vì lô này là sổ hiện tại đang nằm trong ngân hàng ha. Cho nên chủ cũng cần tiền mới có để rút tiền mình là giải quyết việc. Thì lô này nếu mình mua mình hiểu pháp lý thì mình có thể kiểm tra sổ là mình cọc thì mình cọc thì mình tới ngày công chứng có thể mình thương lượng với chủ rồi rút sổ ra. Chủ nói với chủ rút tự rút sổ ra tới ngày có đất công chứng cho mình. Ha, hoặc là mình có thể là cọc nhiều tiền để chủ tự xây thêm tiền ha, công chứng lô đất này, rút sổ và giải thế chấp công chứng lô đất này. Nếu mình kỹ là mình yêu cầu cho chủ đưa thêm sổ photo ha, có tên chứng minh nhân dân nếu mình tin tưởng, hoặc là mình tới ngân hàng mình kiểm tra sổ thật thì mình đặt cọc. Đó, có những vấn đề mình có thể giải quyết được, đó là tin tưởng. Tin tưởng có thể đặt cọc ít nên mình mua được cái giá lô tốt. Thì chỉ có như vậy thì mình mới mua được lô tốt thôi, chứ không phải đơn giản mà pháp lý nó hoàn chỉnh hoàn hảo mình đưa sổ rồi hết thì nó đôi khi người ta lại bán giá khác rồi. Chỉ có đôi khi người ta hiểu được người ta mua như vậy, có những người ta không dám mua, mình dám mua làm những cái điều mà đôi khi nó chấp nhận nó có rủi ro, nhưng đủ lại nó sẽ mua được giá tốt và có lợi nhuận khi mà thị trường hay là sắp tới nó tăng hay là qua năm nó có biến chuyển biến gì hết chuyển biến gì. Nhưng mà nói gì thì nói, trong thời điểm này nhiều người hưng phấn nhưng mình phải cân nhắc để chọn những lô đất tốt thì mình biết những người làm việc uy tín thì mình mới quay lên để mọi người cân nhắc thêm thông tin ha. Lô này tao nói lại là tích 520, lô số 19, số cửa 1500, lô đường chợ hướng tây, tái định cư chợ Hết Dịch ha. Lô này thuộc khu phố 5, Dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tái định cư Hết Dịch ha. Anh chị nào có thông tin có biết vô khu vực này cũng nắm luôn. À, giá rất là tốt à, sau này những cái lót này hiếm số hồng riêng. Đây là những cách giải quyết mà tao nói chia sẻ ha, mọi người cứ hiểu được vấn đề này thì không sao hết, vì người ta cầm ngân hàng uy tín của người ta tin tưởng mình đặt cọc ha, người ta rút sổ thôi. Đây ở khu vực là anh chị nào ở khu vực xung quanh có cần một đất tái định cư muốn bán hay là muốn hỏi thông tin gì cứ liên hệ cho tao ha, cứ gửi lô đất mình nhận luôn.
đâu con ra tới đây lại mọi người thấy không, khu vực này lâu lắm rồi thật cũng có quay lại luôn đó. Tới đây đang xin dừng video tại đây, hẹn một bữa video tiếp theo. Sắp nghỉ Tết rồi, tranh thủ quay thông tin cập nhật cho mọi người thôi, chứ đôi khi có nhiều người cũng không thể đi được trước Tết, gần cận kỳ quá, cho nên chị có khảo nên quên năm, còn cơ hội thì mình cũng cân nhắc được. Chào tất cả mọi người nhé.